Chào mừng kênh em đã quay trở lại. Mình là Leo. Hôm nay La Hoàng vừa mới reset và làm mới La Hoàng 3.2. Leo vui mừng mang tới cho các anh em những cái trải nghiệm mới nhất, cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái mẹo mà giúp cho những anh em nào mà chúng ta vẫn chưa có đủ cái khả năng vượt qua, chúng ta sẽ dễ dàng đó sử dụng những cái mẹo đó để mà cùng nhau vượt qua dễ dàng hơn. Không nói nhiều, chúng ta sẽ trực tiếp vào trong tầng 11 của La Hoàng kỳ này. Đối với lần nữa trên thì Leo sẽ sử dụng Ben Shanglin kết hợp cùng với lại Chon Jun. Nói chung là không thành một cái độ gì cả, thử đánh thử xem ba nhân vật xem thế nào. Và đối với lần nữa dưới thì Leo sẽ sử dụng đội hình T0 mới Na Xin Cư các anh em đó. Vừa vào ngay phòng một nữa trên, chúng ta đụng độ cùng với lại những cái bóng ma đó. Ở những cái phiên bản trước thì bóng ma vô cùng khó chịu, nhưng mà phiên bản này thì cũng thoải mái hơn rồi khi mà chúng ta có khả năng gom được, không có thủ trận giống như là những cái kỳ trước mà là những cái trận chiến thôi đó. Và Leo sẽ xem coi là kỳ này chúng ta sẽ nhận được những cái bước gì nha. Đối với nguyên chúc phúc thì đơn giản thôi, mỗi loại nguyên tố mỗi 8 giây, khi mà gây sát thương cho kẻ địch thì sẽ thi triển một cái loại sóng xung kích gây sát thương chuẩn. Như vậy là càng nhiều nguyên tố trong đội hình thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều cái lợi ích từ uyên nguyệt chúc phúc. Còn đối với điểm mạch bất thường của tầng 11, đó chính là tinh thông nguyên tố của các nhân vật trong đội tăng 200 điểm. Như vậy là những cái đội nào phản ứng kết hợp cùng với lại những cái đội nguyên tố thảo các anh em đó, chúng ta sử dụng được những cái tăng tinh thông nguyên tố thì đều lợi ở trong cái tầng 11 này cả. Đối với nửa dưới là một cái màn mà chúng ta đánh cùng với lại đạo bảo đoàn thôi, có tổng cộng 20 đạo bảo đoàn luôn, nó liên tục nó ra đó thì để cho các anh em tiêu diệt. Thì nếu mà anh em nào có những cái nhân vật gom quái hệ phong lại thì đánh sẽ dễ dàng hơn. Ở đây mình không sử dụng nhân vật gom quái hệ phong mà mình sử dụng Na Xin Cư thì sẽ phải đánh từng con một đánh từng con một, ok, hơi vất vả một xíu, nhưng mà với cái khoảng thời gian rất là dài thì rõ ràng là chúng ta chỉ có vất vả thôi chứ chắc chắn là chúng ta cũng sẽ vượt qua full 3 sao thôi. Đối lại phòng 2 nữa trên thì vừa vào chúng ta đụng độ cùng với lại hai rồng bay thủ vệ di tích. Đó, những con này nó có khả năng bay, vì vậy cho nên các anh em sẽ tiêu diệt nó sớm nhất có thể, đừng cho nó bay nha. Bay thì nó phiền nữa, chúng ta sẽ phải tốn thời gian chúng ta bắn rụng nó. Tiếp theo đến nửa dưới thì chúng ta đụng độ cùng với lại các Nobushi đó, tiêu diệt các Nobushi xong. Ồ, nó sẽ có tổng cộng là 13 quái lận các anh em, như vậy là nó chia làm nhiều đợt. Đó, và cái thời gian cũng rất là thoải mái các anh em, cho phép chúng ta lên tới tận 300 giây rồi. Nên là các anh em cứ thoải mái đứng đánh rồi tích năng lượng thôi. Anh em nào thích speedrun thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nhân vật mà có khả năng gom quái lại thì chúng ta speedrun nó nhanh hơn. Còn không thì cứ tà tà hạ từng con một giống như Leo tại đây. Quái ra thành từng đợt như thế này thì Shino hơi khó đánh các anh em, Shino hơi khó đánh. Nếu như mà chúng ta sử dụng Shino thì có lẽ là chúng ta sẽ phải ngắt gián đoạn từng đợt một đó. Hoặc là không thì chúng ta cũng phải kết hợp Shino cùng với đội Na Xin Cư thì nó mới có khả năng linh hoạt đánh với quá từng đợt quá nhanh như thế này. Về cơ bản thì quái rải rác, các anh em cần phải có những cái đội hình gom quái kết hợp cùng với lại những cái đội hình mà linh hoạt đảo nhân vật liên tục đó, thì chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Chúng ta cùng đến với lại phòng số 3 nào. Phòng số 3 nửa trên, chúng ta đụng độ cùng với là hai rồng đất nham. Rồng đất nhảy hip hop này hơi nhoi một xíu nhưng mà tiêu diệt thì không khó anh em. Cứ dí đập thôi là ok. Ô, đến nửa dưới là thảo nguyên bản anh em. Ok, Leo khá là bất ngờ tại vì Leo không có nghĩ là nó khó như vậy. Vì vậy cho nên mang ngay đội Na Xin Cư vào. Thì đối với lại thảo nguyên bản, các anh em sẽ cần phải có một nhân vật hệ thảo mà có khả năng đánh thảo liên tục đó. Ví dụ như là thảo thần Kolei, Tannery cũng được, các anh em Tannery cũng được. Sau đó thì các anh em sẽ sử dụng những cái nhân vật mà chúng ta có khả năng đánh mạnh vào trong nhân đó, ví dụ như là Hu Tao hoặc là những cái nhân vật có khả năng sốc sát thương mạnh vào trong nhân. Thì ở đây Leo không có, Leo chỉ có mỗi Xin Chiêu thôi. Không sao, đó sử dụng mỗi Xin Chiêu chúng ta dí đập cũng được. Còn bản thân đội Na Xin Cư này gây sát thương bằng sát thương nguyên tố thảo của những cái đòn dây leo đó các anh em, thì những cái đòn dây leo đó không có gây sát thương lên trên thảo nguyên bản, đánh hơi lâu đó, nhưng mà bởi vì chúng ta đánh nửa trên rất là thoải mái nên là ok, chúng ta sẽ sử dụng Xin Chiêu để mà gây sát thương một cách từ từ cũng được, không vấn đề gì cả. Và sau hai đợt mà nó lộ nhân ra thì nó sẽ qua một cái đợt kiểu giống như là tổng lực để mà tấn công chúng ta các anh em, thì nó lộ nhân khoảng thời gian rất là lâu đó. Nhưng mà cái sức đánh của Xin Chiêu của Leo không đủ để mà hạ gục luôn.
thì lần lộ nhân thứ ba chúng ta sẽ đánh thì Thảo nguyên bản sẽ hiện cái dòng chữ đó, dùng nguyên tố Thảo để mà đánh vào trong ba cái cột của nó. Đồng thời thì sau khi mà đánh vào, dùng nguyên tố Thảo đánh vào thì chúng ta có thể dùng nguyên tố Lôi đó, tại vì mình có Kukishibu đã tự động kích hoạt rồi, thì nó sẽ nhanh chóng hạ gục được Thảo nguyên bản hơn. Đến là tầng 12 thì bởi vì Tatalia chuẩn bị chạy lại đó, nên vì vậy cho nên Leo sẽ thử sử dụng Tatalia bốc hơi ngược ở trên nửa trên, còn nửa dưới thì vẫn sử dụng Nasinku thông thường thôi. Nửa trên chúng ta sẽ đụng độ cùng với lại những cái đợt của cho sa ma vật và hai ma thú con nằm ở cuối cùng. Ok, ngon rồi, đúng là Tatalia một cái đội mà chuyên đánh diện rộng cực kỳ tốt, thì những cái chó sa ma vật với ma thú con này là mũi thôi đó. Chỉ còn các anh em lưu ý một xíu là các anh em tập trung canh quái nó gom lại, là chúng ta sẽ chớp thời cơ quất kỹ năng nộ của Tatalia dứt điểm. Nói chung thì nó sẽ xuất hiện hai đợt cho sa ma vật lao vào chúng ta, nên các anh em sử dụng những cái đòn đánh sát thương diện rộng gom quái lại hốt hạt nó. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện hai con ma thú con máu rất là nhiều đó, thì các anh em sẽ sử dụng những đòn sốc sát thương rồi gây sát thương lên hai con cùng lúc có thể thì là tốt nhất. Còn đối với thực thể sấm sét thì thực sự đội Na Sinh Cư đó chính là khắc tinh các anh em. Đó, thực thể sấm sét không thể mà gây sát thương lên được đội Na Sinh Cư. Trong khi đó thì những cái đòn dây leo kết hợp cùng với lại những cái đòn đánh tầm xa đó của đội Na Sinh Cư hạ gục thực thể sấm sét trong cái thời gian rất là ngắn. Ngoài ra thì các anh em cũng có thể sử dụng những cái đội như là Hu Tao, đội Ayaka. Đội Ayaka đánh hơi khó. Leo đã trực tiếp test thử cái đội Ayaka thì đánh thực thể sấm sét hơi khó. Các anh em cần phải tay to đó, đánh chuẩn một xíu thì mới có thể đánh được thực thể sấm sét bằng đội Ayaka. Còn không thì chúng ta sẽ sử dụng đội Ayaka để đánh nửa trên thì mình nghĩ rằng ổn hơn. Nói chung là đối với thực thể sấm sét thì các anh em nên sử dụng những cái nhân vật có khả năng đánh tầm xa, hoặc là những cái nhân vật hỗ trợ có khả năng hỗ trợ tầm xa, ví dụ như là Yelan, Shinchiu, Sanglin, Bennett đó, đó, để mà kết hợp cùng với lại đội của chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua thực thể sấm sét. Đối lại phòng số 2 thì các anh em sẽ đụng độ cùng với lại hai đợt vỏ rồng ám đạm. Nếu anh em nào sử dụng những đội sốc sát thương, ví dụ như đội lôi thần Shara 100.000V đó, thì chúng ta chỉ cần gom lại rồi chúng ta sốc sát thương phát thôi là hai lần, như vậy là chúng ta sẽ vượt qua nửa trên. Còn Tatalia của mình bị hết năng lượng, vì vậy cho nên là mình cái combo nó phải thay đổi đi một xíu. Nếu như mà có full năng lượng thì rõ ràng chúng ta sẽ sử dụng khuếch tán kép, còn đây mình sử dụng combo nói chung là chủ yếu là cứ sốc sát thương đánh rồi đẩy thôi. Sau khi mà đẩy hết được đợt 1 thì sẽ xuất hiện đợt 2 đó, thì lúc này năng lượng của mình đã ok hơn và cái combo của mình đã chuẩn hơn. Đối với lại đề xuất đội hình dành cho tầng 12 thì đều thấy rằng là nửa trên chúng ta cần phải có những cái đội có khả năng gây sát thương diện rộng cũng như là có thực lực thật sự. Còn đối với lại nửa dưới thì Leo nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những cái đội hình thủ thật chắc, tại vì nửa dưới gây sát thương rất là lớn. Nếu mà chúng ta không thủ chắc là cho dù đội hình chúng ta mạnh cỡ nào chăng nữa là lăn quay ra không gây sát thương thì cũng không có tác dụng gì cả. Nên có John Lee hoặc là những nhân vật hồi máu mạnh như Kokomi rồi giảm kháng cũng như là tăng khả năng kháng gián đoạn giống như Shinchiu đó. Và bởi vì những con quái ở trong nửa dưới cũng khá nhoi, các anh em sẽ sử dụng những cái nhân vật mà có khả năng đánh tầm xa hoặc là truy đuổi kẻ thù đó, hoặc là những nhân vật hỗ trợ có khả năng hỗ trợ truy đuổi này nọ, ví dụ Shinchiu, Yelan đó, thì thực sự là nửa dưới nó sẽ phù hợp hơn. Đối với nửa dưới thì chúng ta sẽ đụng độ cùng với lại hai đợt. Đợt đầu thì hai con vua giáp băng Lichok và đợt sau là hai con vua giáp Lôi. Ồ, phải nói là nửa cuối vô cùng khó các anh em. Leo thực sự ra cũng đánh vài lần á. Tại vì nó sẽ có những cái bể băng nó khóa chân chúng ta lại, và trong đợt đó vua giáp băng nó lao tới một cái là chúng ta đứt bóng một nhân vật ngay. Đó, nên nếu anh em nào mà muốn chắc hơn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nhân vật có khiên dày, ví dụ như John Lee, chúng ta bọc khiên lại thì ok hơn. Còn không, nếu anh em nào sử dụng đội giống Leo, những nhân vật pháp sư có cái khả năng kháng gián đoạn cũng như là máu rất là thấp á, thì chúng ta cần phải liên tục di chuyển, đó, liên tục di chuyển. Nếu không là chỉ cần chính một hoặc hai combo cái là lăn quay một nhân vật ngay. Thì ok, liên tục di chuyển đó chính là cái khẩu hiệu. Không ham đánh các anh em, không ham đánh, chủ yếu là chúng ta cần phải đảm bảo được cái khoảng cách cũng như là đảm bảo được sinh tồn của chúng ta trước rồi chúng ta mới hạ gục. Đến phòng số 3, ở trên các anh em sẽ đụng độ cùng với lại rồng điểm báo vạn kiếp. Con này có lẽ máu cũng trên 2 triệu rồi các anh em. Và ngay giao đoạn đầu thì Leo thử sốc sát thương thì không mất máu nhiều, vì vậy cho nên là thôi chúng ta bắt buộc phải chờ cho nó bay lên thôi. Sau khi mà nó bay lên thì chúng ta sẽ sử dụng một cái nhân vật hệ cung bắn hai bên cánh, có hai cục tròn tròn các anh em,
chỉ cần bắn thương thôi, không cần phải tụ lực nó bắn đâu, là nó sẽ rụng xuống. Và sau khi rụng xuống thì các anh em sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh của mình đó, hồi nãy mình đã tích tụ năng lượng đó, chúng ta sẽ sốc nổ. Thành thật mà nói thì máu này khá trâu đó. Đội của Leo không thể sốc một phát mà chết được, bắt buộc phải đánh qua hai đợt thì kiểu nào cũng phải mất cỡ một phút mới hạ được rồng điểm báo vạn kiếp này. Ok, đợt này Leo bị lỡ năng lượng rồi, nên là kiểu nào phải đánh chờ đợt sau mới là sốc sẽ thương nổ được. Kiểu nào thì cũng phải đánh hai chu kỳ thôi, tại vì một chu kỳ lúc nào nó cũng sẽ bị thiếu một xíu máu đó, nên là thôi cứ thoải mái các anh em đánh hai chu kỳ. Đối với lại ở dưới thì thực sự là không khó, tại quái gây sát thương lên chúng ta cũng không lớn, nhưng mà chủ yếu là nó sẽ hai con nó di chuyển xa nhau rồi nó đánh khống chế tái lạ các kiểu, gây khó chịu cho các anh em. Thì đầu tiên mình đề xuất anh em đánh nữ Eremai thợ săn gió trước anh em, thì đội săn tiên phong Fatui sẽ tự động la vô thôi đó, chúng ta sẽ dí đập thợ săn gió trước. Sau đó thì sẽ ra thêm một cái đợt nữa Eremai kẻ gọi đá với lại quân du kích nham, thì chúng ta sẽ dí quân du kích nham đánh trước, tại vì con này đánh tầm xa. Eremai sát lại gần thì chúng ta sẽ gom lại, chúng ta hút hàng luôn. Ok, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong La Hoàng thâm cảnh kỳ này 3.2. Thật mà nói là mùa La Hoàng này khó, siêu khó luôn các anh em. Một cái sự nâng cấp mức độ khó lên rất cao đó. Anh em đừng có tưởng là thấy Leo đánh đơn giản như vậy, tại vì thực sự là độ của Leo rất là mạnh, rất là mạnh. Mà vẫn phải đánh từ 2 đến 3 lần combo các anh em. Tại thông thường mùa La Hoàng trước chỉ đánh có một lượt combo là qua thôi, thì đợt này phải đánh từ 2 đến 3 lượt combo mới có thể qua được. Ok, và Leo đang rất là tò mò, không biết là những cái đội T0 nếu mà đánh thì nó sẽ như thế nào. Vì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm đội T0 của Leo. Ở trên thì sử dụng lôi thần Sara 100.000V, và ở dưới thì sử dụng đội Hu Tao súng máy, hay gọi là Hu Tao sạc nước, xem có đánh như thế nào. Thật mà nói quái ở trong nửa đầu thì nó loạn xì ngầu cái này, nên là cứ gom lại rồi đánh kỹ năng nổ chém luôn, chứ còn không có thực hiện một cái combo hay là một cái dồn sát thương nào cả. Nói chung là vẫn phải đánh 2 combo hoặc là 3 combo thì mới có thể vượt qua ải trên. Như vậy là cũng mất khoảng chừng 1 phút đó. Đối với là ải dưới gặp thực thể sấm sét thì con này nó nhoi cực kỳ luôn. Kể cả là Hu Tao thạc nước chăng nữa thì vẫn phải dí chạy theo nó đánh. Cũng phải mất 1 phút, anh em vẫn mất 1 phút. Nói chung á, thì đối với lại hai đội T0 này thì Leo thấy rằng là vẫn không có cái khả năng gây sát thương nhanh hơn, mà chủ yếu là thoải mái hơn khi mà chúng ta có John Lee tạo khiên rất là dày. Đó là phòng số 2, cũng tương tự với các anh em hai đợt quái, kiểu nào mỗi đợt thì lôi thần Sara vẫn phải chiếm cỡ khoảng chừng 25 giây, tổng lại vẫn phải cỡ 1 phút. Đối với lại ở dưới thì rõ ràng là thoải mái hơn, bởi vì khiên Song Li rất là dày, kết hợp cùng với Hu Tao cách đánh di chuyển né đòn rất là tốt. Nói chung là về đối phó với lại những cái kẻ thù cực kỳ mạnh thì đội Hu Tao tạt nước thì đối phó rất tốt anh em. Đó, vì vậy cho nên là ải dưới vượt qua vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng mà cái thời gian thì cũng không có gia tăng được bao nhiêu anh em. Vẫn phải mất cỡ 30 giây đến 1 phút. Tóm lại, không biết là có bao nhiêu anh em tại đây đã bị thực thể sấm sét với lại vua giáp băng rồi vua giáp lôi nó hành ra bã. Thành thật mà nói thì khả năng gây sát thương của mùa La Hoàng này rất là tốt đó các anh em. Đó, vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có những cái nhân vật khiên đó mạnh, ví dụ như là John Lee, hoặc là chúng ta cần phải có cái quá trình luyện tập né tránh tốt thì mà chúng ta mới có thể năng vượt qua được. Và không biết là con em nào tại đây đánh được trên chúng ta là quên mang một nhân vật hệ cung không, và chúng ta buộc phải đánh lại thôi, tại vì rồng nó bay lên phải dùng cung mới bắn rụng được nó. Ok, và đó chính là cái chia sẻ của Leo về La Hoàng mùa này siêu khó, nhưng mà chắc là các anh em cũng sẽ vượt qua được thôi, tại vì các anh em rất là đỉnh mà, đúng không nào? Còn những anh em nào có thêm những cái mẹo nào hấp dẫn, đừng quên để chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại các anh em trong những nội dung sau.